Vừa rồi tôi ra ngoài nghe điện thoại của Châu Minh. Anh biết hết rồi hay sao? Chị tôi gửi tin nhắn cho tôi, cuối tuần này Duệ Duệ sẽ phải về. Họ đã làm lành với nhau rồi, sẽ không bao giờ bỏ rơi Duệ Duệ nữa đâu. Thế là Duệ Duệ được gặp ba mẹ rồi. Không phải tôi không muốn nói cho anh, tôi chỉ là không biết nên nói với anh như thế nào thôi. Ba nuôi, con sắp phải đi rồi. Bây giờ điều duy nhất khiến cho con không yên tâm chính là ba đó. Vậy hả? Ba nuôi à, ba định cô độc cả đời này hay sao? Ba vô vị lắm luôn đó. Vô vị? Như thế là không theo đuổi được gì đâu. Vậy phải làm sao đây? Con giúp ba. Mấy hôm nay dì luôn nói dì rất buồn, rất cô đơn, muốn ba làm bạn trai của mình. Ba mà còn không tỏ tình với dì thì có khi dì sẽ yêu chú Hàng luôn đó. Ba mau nghĩ kế hoạch đi. Con đi gọi dì dậy nha. Con đi thật hay sao? Duệ Duệ à, dì ơi, chúng cháu đang đợi dì ra ăn sáng ạ. Được, dì ra ngay. Dì à, mấy hôm nay ba nuôi cứ bảo ba rất buồn, rất cô đơn, muốn dì làm bạn gái của ba. Hôm nay con định rủ dì đi hẹn hò đó. Chắc là định tỏ tình. Có thật không? Thế có phải dì nên chuẩn bị một chút hay không? Dì mặc đẹp chút. Được. Ba nuôi, con thăm dò được rồi. Bây giờ dì rất muốn ba đưa dì đi chơi. Vậy thì dì có nói muốn đi đâu chơi hay không? Dì nói chỉ cần là chỗ ba chọn thì chỗ nào dì cũng thích. Hôm nay con sẽ đi chơi với bác Trình Ngọc, tuyệt đối không làm phiền hai người đâu. Thế con nói với bác chưa? Có ai đón con hay không? Nào nào nào, Duệ Duệ à, xử lý xong hai người đó chưa? Ok. Hoàn hảo. Không mới mẻ gì hết. Bình thường con gái thích đi hẹn hò ở đâu? Đại ca bị hắt nít hay sao vậy? Tập trung làm việc đi. Đại ca không bị hắt nít thật đấy chứ? Đây không phải đại ca mà tôi biết. Cậu ngốc hay sao? Làm gì đấy? Đây chính là đại ca mà. Chắc chắn là đang nghĩ cách theo đuổi Giang Tư Hàm. Thế anh ấy thiết kế bánh xong chưa? Bánh gì? Mấy hôm trước tôi thấy đại ca làm bánh mới trong bếp. Tôi mới hỏi anh ấy thì anh ấy bảo đây không phải là sản phẩm mới. Tôi lại thấy bên cạnh anh ấy có cuốn sổ. Thế là tôi nhìn lén một xíu. Trên đó viết tỏ tình. Các cậu không làm việc đi mà ngồi đó buôn chuyện gì đấy? Anh Bạch, hình như cuối cùng đại ca cũng chuẩn bị hành động rồi. Anh xem, vào nhóm hỏi chúng ta chỗ hẹn hò luôn kìa. Nhìn thấy rồi, cũng có thấy các cậu trả lời được câu nào hữu ích đâu. Đúng thế, khó khăn lắm đại ca mới yêu đương. Chúng ta phải giúp anh ấy chứ. Cái này tôi rành. Để tôi. Cậu từng yêu đương rồi hay sao? Nhóc à, định bao giờ trả tiền đây?
Hôm nay anh không cần ra cửa hàng nữa hay sao? Tôi nghĩ thỉnh thoảng sếp không đi làm, nhân viên cũng không trừ tiền của tôi đâu. Cái đó thì chưa chắc. Chú Lý Cảnh Dương, tại sao Duệ Duệ lại ở đây thế? Trình Mộ và Khoai Môn nhỏ đi hẹn hò rồi, cho nên em dẫn Duệ Duệ đi làm luôn. Hẹn hò? Anh không nghe nhầm chứ? Tảng đá Trình Mộ đó hả? Đúng là sống lâu gì cũng thấy. Ba nuôi không phải tảng đá. Không phải không phải. Mà kể cũng lạ nha, cậu ấy chuẩn bị tỏ tình lâu như vậy rồi, cứ ngồi yên mãi. Tại sao hôm nay tự dưng lại thức tỉnh thế? Vẫn là Duệ Duệ nhà chúng ta giỏi nhất, dụ cho hai người đó cuối cùng cũng ra ngoài hẹn hò. Giỏi quá. Đương nhiên rồi, Duệ Duệ nhà mình vừa thông minh vừa đáng yêu. Nào Duệ Duệ, chúng ta đập tay nào. Đập tay. Duệ Duệ đáng yêu như thế, gen của anh cũng không tồi. Hay là chúng ta cân nhắc sinh một đứa đi. Hai người đang yêu nhau sao? Đúng, không phải. Không phải, cháu là trẻ con đấy. Hai người định lừa cả trẻ con nữa hay sao? Đúng vậy đó, Duệ Duệ vẫn là trẻ con mà. Chúng ta không thể lừa trẻ con như vậy được. Lý Cảnh Dương, cậu không mau đi làm việc đi. Dạ được, anh đi làm việc ngay. Bây giờ anh sẽ nhanh chóng đi làm việc. Anh yên tâm đi làm việc đi, kiếm tiền mua sữa cho con của chúng ta. Anh thường xuyên đến đây hả? Cũng không phải thường xuyên, thỉnh thoảng thôi. Không ngờ anh còn biết bắn cung nữa đấy. Đúng là tôi biết về anh ít thật. Không có sao đâu, sau này từ từ tìm hiểu. Muốn học không? Tôi không biết bắn, tôi dạy cô. Vừa rồi tôi nói gì với cô còn nhớ hay không? Vậy thì cô thử đi. Được. Tay đằng trước giơ thẳng. Cô thả lỏng một chút đi, không sẽ tự làm mình bị thương đó. Không sao đâu, thử lại đi. Hay là để tôi tự bắn đi. Trúng rồi. Thế nào, có giỏi không chứ? Tôi nghĩ một chút. Có rồi. Mấy cậu thì có ý gì hay chứ? Tiếp theo chúng ta đi đâu? Mệt rồi à? Vậy đi thôi. Bà đi đâu vậy? Đi rồi cô sẽ biết. Đi thôi. Được. Quyền Anh là một môn thể thao rất có sức hút. Thực ra Quyền Anh có rất nhiều loại. Nếu nói nó là một môn thể thao vận động, thì thực ra nó giống một trò chơi cần động não hơn. Tất cả các cú đánh của cô đều phải giống như roi. Cho nên cú đấm về trước và về sau, sức lực đều phải từ chân lên đến tay. Ok chưa? Như này này. Cho nên hẹn hò là đi bắn cung rồi đi đấm bốc hay sao? Khi bước phải dùng lực ở eo, cho nên có rất nhiều kiểu bước chân đầy kỹ thuật.
tay trước đánh về trước, tay phía sau chắn tầm nhìn, bước một bước nhỏ, sau khi chuyển sang bên cạnh thì cú đánh sẽ trở nên lập thể, có thể dẫm vào chân cô. Không chơi nữa đâu. Hay là làm trò gì văn nghệ tí. Cảm ơn. Mọi người đều nói bít tết ở đây rất ngon. Cô có cần gọi gì thêm không? À không có, không có. Thế này là đủ rồi. Tư Hàm à, thật ra thì tôi sợ tối hả? Xin lỗi các bạn nha, vừa rồi quán chúng tôi gặp chút sự cố, đột nhiên mất điện, gây bất tiện cho hai bạn rồi. Thật sự rất xin lỗi ạ. Trình Mộ à, hôm nay vui đúng không? Nếu như anh có gì muốn nói thì anh cứ nói ra đi. Tư Hàm à, thực ra thì ở bên cạnh cô rất vui. Tôi mong là cô có thể có thêm cơ hội tìm hiểu về tôi nhiều hơn. Hết rồi hay sao? Còn tôi còn rất nhiều kỹ năng, hôm nay chưa kịp thể hiện cho cô thấy, lần sau sẽ đưa cô đi. Được, được thôi. Được, được. Không còn sớm nữa, chúng ta đi đón Duệ Duệ nha. Được, được. Alo mẹ. Hàm Hàm, con đang làm chưa? Dạ con đang làm rồi, con đang trên đường về nè. Công việc hả? Công việc vẫn ổn mà, không có vấn đề gì đâu. Chắc chắn là con không tính nhầm sổ sách của người ta được đâu. Thế mẹ cũng vẫn lo, con nhất định phải kiểm tra kỹ lại cho người ta đó. Vâng, con biết rồi mẹ.
Mẹ của cô không biết cô làm gì hay sao? Tôi không có dám nói với họ. Công việc của tôi trong mắt của họ giống không được tính là công việc. Thế thì cô định giấu họ đến bao giờ? Nếu như bây giờ mà nói cho họ biết, chắc chắn họ sẽ bắt tôi về ngay. Thế tại sao cô lại muốn làm lốc sơ ẩm thực? Vì tôi thích. Thích hả? Lúc đầu đơn giản là vì thích. Sau đó tôi mới phát hiện ra bài viết của tôi chữa lành cho rất nhiều người. Từ sau đó, từ cảm giác thích đơn giản đó trở thành một chút cảm giác trách nhiệm. Tôi muốn dùng ngôn từ của mình để chữa lành và khích lệ nhiều người hơn. Anh xem này. Anh xem, đây chính là họ gửi cho tôi đó. Tất cả đều là câu chuyện của họ. Có ý nghĩa lắm đúng không? Duệ Duệ vẫn đợi chúng ta đó. Hay là về trước đi. Được. À được. Cuối cùng thì Duệ Duệ cũng ngủ rồi. Mấy hôm nữa là Duệ Duệ phải đi rồi. Chẳng nỡ rời xa thằng bé. Tôi cũng không nỡ. Chị của tôi hạnh phúc ghê. Sinh được bé con đáng yêu như thế. Gen nhà cô đều tốt mà. Hai vợ chồng của họ cũng đúng là chẳng đáng tin gì hết. Không hổ là người một nhà. Con người của Châu Minh tôi rất là hiểu. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng mà thực ra anh ấy luôn có dự định của mình. Anh ấy vẫn luôn muốn dùng nỗ lực của mình để mang lại cho gia đình nhỏ một cuộc sống tốt hơn. Cô yên tâm đi, anh ấy sẽ dùng hành động để chứng minh cho chị cô thấy. Vậy nếu như anh ấy không nói thì sao người khác biết? Có những lời không thể giấu được. Anh không nói ra thì người khác không bao giờ biết được đâu. Cảnh Dương, anh mau xem giúp em đi. Em thực sự rất đau Cảnh Dương à. Em tự làm đi. Không được, em đợi lâu lắm rồi. Chẳng ai giúp được em hết. Em xin anh hãy thổi giúp em đi. Em thực sự rất đau đó. Ở đâu? Ở đây nè. Cảm ơn anh. Mắt của em đỡ hơn nhiều rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Cảnh Dương, chúng ta đã hợp tác lâu như vậy rồi mà chưa từng ăn cùng nhau bữa cơm nào. Hay là tối nay xong việc chúng ta đi ăn đi. Thôi, tôi có hẹn rồi. Cảnh Dương, lâu như vậy rồi em không đáp lại tình cảm của anh. Là em sai rồi. Nè, tôi có tình cảm với cô lúc nào thế? Rõ ràng lúc trước anh đâu có như thế. Rõ ràng lúc trước anh rất dịu dàng, rất quan tâm chăm sóc cho em mà. Anh còn bảo anh thích em nữa.
Đào Mạn Mạn, cô không nhầm đó chứ? Tôi bảo thích cô khi nào chứ? Là cậu theo đuổi gì ở đây? Sao anh có thể nói như vậy được? Người tôi thích, người tôi thích săn sóc, dịu dàng, đáng yêu, còn rất cầu tiến nữa. Đời này Lý Cảnh Dương tôi chỉ có một người đó thôi, không còn chỗ cho người thứ hai đâu. Anh lừa em, chắc chắn anh không có bạn gái. Nếu như có thì tại sao cô ta chưa từng đến thăm anh? Hơn nữa anh cũng chưa từng đăng về cô ấy lên mạng xã hội. Cảnh Dương, dù anh thích người khác, chúng ta cũng có thể ở bên nhau mà. Lý Cảnh Dương, tất cả mọi chuyện xảy ra tôi đã quay lại rồi. Nếu như anh không đồng ý làm bạn trai của tôi thì tôi có thể đăng lên mạng bất cứ lúc nào. Đến lúc đó tôi sẽ bảo anh là thằng đàn ông cặn bã bắt nạt tôi. Cứ để rồi xem ngôi sao trẻ đang đổi với anh sẽ phát triển sự nghiệp kiểu gì đây. Đào Mạn Mạn, rốt cuộc cô định làm gì đây? Tôi với cô ấy không như chị nghĩ đâu. Chị nghe, cậu đi ra ngoài trước đi. Chị Ngọc à, vậy thì tôi cũng ý tưởng không tồi đó, nhưng mà thủ đoạn thì hơi non. Bên tôi vừa hay cũng quay một đoạn, tôi cũng có thể đăng lên bất cứ lúc nào. Tôi cũng muốn xem nếu người mẫu đang đổi sẽ phát triển sự nghiệp như thế nào đây. Chị Ngọc à, tôi đã sai rồi. Video này tôi xin chị đó, nhất định đừng đăng nha. Tôi thề tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các chị nữa. Video này tôi sẽ xóa ngay bây giờ. Được rồi, tôi xin chị luôn đó chị Ngọc. Đi đi. Cảm ơn chị Ngọc. Sao lại nhìn tôi như vậy? Vừa rồi bạn gái của tôi thấy giỏi ghê đó. Cậu còn dám nói nữa hay sao? Đào Mạn Mạn đó lúc trước từng bắt nạt cậu chưa? Cậu ngốc hả? Không biết đánh trả hay sao? Thì trong video tôi cũng đâu thèm quan tâm tới cô ta. Mà hơn nữa, đàn ông tốt không đấu với phái nữ. Đừng giận nữa mà. Không ngờ cậu cũng biết thương hoa tiếc ngọc ghê đó. Tôi sai rồi. Thôi thì chị phạt tôi đi. Phạt thế nào cũng được. Được. Vậy tôi phải nghĩ cho kỹ, rốt cuộc nên phạt cậu thế nào đây? Thế thì phạt tôi cả đời này không được rời xa chị vậy. Về nhà. Đưa cho tôi. Tí chuyện của Trình Mộ với Khoa Môn nhỏ cũng đâu có ảnh hưởng đến việc tỏ tình. Làm gì mà cứ lằng nhằng mãi không biết. Tí chuyện là thế nào? Không nhỏ. Thì chuyện cũng lớn mà. Chỉ là tôi thấy người Trình gia các chị muốn cho người ta danh phận đều cẩn thận như vậy hay sao? Cậu tưởng là ai cũng như cậu hả? Đây là gia phong của Trình gia chúng tôi, không dễ dàng gì cho người khác danh phận. Muốn có danh phận thì phải xem tâm trạng của tôi thế nào. Ba nuôi, hôm qua hẹn hò thế nào? Sau này con phải đổi xưng hô rồi nhỉ? Không phải chứ, con sắp đi rồi mà ba vẫn chưa xử lý xong nữa hả? Duệ Duệ, tỏ tình là một chuyện rất trang trọng, không phải tiện thể đưa người ta ra ngoài hẹn hò là tỏ tình được đâu. Hơn nữa, nếu gì của con thấy ba tùy tiện tỏ tình như vậy, cô ấy cũng không vui đâu đúng không? Cho nên là ba thấy gì cả ngày không ra ngoài gặp ba là gì vui hả? Hình như đúng là cả ngày nay cô ấy chưa ra ngoài. Thôi để con đích thân làm vậy. Dì ơi, cháu sắp phải đi rồi. Cháu với dì chưa ra ngoài chơi lần nào. Cháu muốn ra ngoài chơi, dì đưa cháu đi đi. Duệ Duệ, đừng có làm phiền dì của con. Dì của con đang viết bài bận lắm.
Không thể như vậy được. Mình đã thể hiện bao nhiêu là kỹ năng rồi. Mình nhạt nhẽo lắm hay sao? Được rồi, nhìn bên này nè. Anh chị ơi, có thể chụp cho tụi em một tấm được không ạ? À? Được thôi, được thôi. Cảm ơn nha. Được rồi, đừng khách khí. Nào, 1, 2, 3. Thank you.